Theo quan điểm của ông bà xưa, sau đêm giao thừa thì mọi điều không may đã đi qua để bắt đầu cho một khởi đầu mới mẻ khác đến. Do đó, người đến nhà bạn đầu tiên trong năm mới này thường rất được gia chủ xem trọng. Người xưa thường quan niệm rằng nếu như người đầu tiên này hợp tuổi với gia chủ thì ắt hẳn gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an trong năm mới hoặc ngược lại. Thông thường thì tục lệ sông đất này sẽ không diễn ra quá lâu, chỉ mất khoảng từ 10 đến 15 phút. Ngoài ra thì người sông đất sẽ thường mang theo quà tặng để chúc Tết cho gia chủ hoặc bao lì xì cho trẻ nhỏ trong nhà, cùng với những lời chúc may mắn nhất. Hơn nữa, vị khách hợp mệnh sẽ mang đến cho gia chủ nhiều điều tốt lành và tài lộc. Đồng thời, những người này cũng sẽ được gia chủ đón tiếp nồng nhiệt cùng những lời chúc tụng may mắn khác. Sau đây là ba con giáp cực kỳ may mắn, gia chủ nào được họ xông nhà thì cả năm không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. 1. Tuổi Hợi. Tuổi Hợi là một trong ba con giáp may mắn đầu tiên được chọn làm tuổi xông nhà, xông đất đầu năm bởi các lý do sau đây. Sự nghiệp của người tuổi Hợi đạt được những bước tiến nhanh chóng trong năm 2023 này, một phần là nhờ vào sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành. Năm nay, bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí là những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc là thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể là quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo thì bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu còn có một xu hướng nào đó. Trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc người tuổi Hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở năm 2023 này. Do có cục diện tam hợp giúp sức, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó sẽ thu được kết quả tương xứng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Người làm ăn kinh doanh giữ được chữ tín của mình nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác, mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải vất vả. Song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi như thế nào, bản mệnh cũng cần luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn, nhân lúc bạn sơ suất thiếu tập trung. Vì vậy là khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra thì con giáp này cũng cần chú ý gìn giữ sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể. Vừa tốn thêm tiền, vừa có thuốc men chạy chữa. Vận trình tình duyên của người tuổi Hợi xuất hiện nhiều điểm sáng, bạn có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc, vì thế hãy mở cánh cửa của trái tim, đừng tự nhốt bản thân trong thế giới riêng mãi. 2 là tuổi Tuất. Được cục diện lục hợp nâng đỡ, đây là con giáp may mắn thứ hai được lựa chọn làm tuổi xông nhà năm 2023 Quý Mão bởi các lý do sau. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất rất là hanh thông, bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi và cũng được mọi người giúp đỡ. Vì thế, nếu đã có kế hoạch thực hiện việc gì thì nên tranh thủ bắt đầu ngay trong năm nay để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Năm 2023 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt. Dù là vừa bước chân vào một môi trường mới cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ hay bơ vơ. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn. Và hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, rồi bạn sẽ có những bước tiến rất nhanh chóng. Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn. Quan trọng là bạn cần dũng cảm nắm bắt thời cơ, dám thách thức giới hạn của mình.
Đừng chần chừ, do dự, kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Với người ở vị thế lãnh đạo, bạn cũng nhận được sự tin tưởng của cấp dưới và có khả năng lãnh đạo tập thể, gặt hái thành công. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng trở nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân hơn. Tử vi tuổi Tuất năm 2023 ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc. Bạn thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường thì không phải lo đến chuyện chi tiêu. Người làm ăn thì tìm được chỗ đứng trên thị trường nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng một cách ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí là càng khi khó khăn, bạn sẽ càng có quyết tâm vươn lên khẳng định mình. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân mình. Người trẻ tuổi nếu đã lên kế hoạch khởi nghiệp thì cũng nên có thể xem xét bắt đầu ngay trong hôm nay. Quan trọng là bạn cần phải vạch rõ các bước và các mục tiêu của mình, có như vậy thì khi gặp khó khăn cũng sẽ không đánh mất định hướng. Quá trình thực hiện tất nhiên là không tránh khỏi khó khăn, song xung quanh bạn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Khi mọi việc dần dần đi vào guồng, bạn cũng sẽ bắt đầu thu lãi. Với người làm công ăn lương thì những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên thì chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Có điều là dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, bạn cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu. Tiểu hao cho thấy nếu bạn tiêu tiền không biết tiết chế, thích gì mua nấy, chạy theo xu thế thì chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ tiêu sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý và tiết kiệm. 3. Tuổi Dần. Khác với tử vi tuổi Dần 2022, bước sang năm 2023 thoát khỏi thái tuế, lại không gặp mối quan hệ xung khắc nào với địa chi của năm, nên tuổi Dần có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau một năm đầy chật vật trước đó. Năm Quý Mão 2023 cũng đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh, sự nghiệp khi được khá nhiều các tinh hậu thuẫn. Dù ở môi trường nào thì tuổi Dần cũng hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mệnh, đây sẽ là cơ hội để Dần lấy lại những gì đã mất trong năm 2022. Có thể thấy là con giáp này đang tự hào, tự tạo ra động lực để cố gắng cho bản thân, bởi nếu không có tự mình đam mê, sẽ rất khó có ai đó hay việc gì đó đủ năng lực để khiến tuổi Dần thay đổi suy nghĩ của mình. Trong năm này, bạn cũng khá hăng hái, khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Bạn nên nắm chắc để trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc. Đừng ngại va chạm, bởi phải có va chạm và cạnh tranh, bạn mới dần tốt lên mỗi ngày. Thêm cả sự xuất hiện của sao Thái Dương, các tinh này có lợi cho nam mệnh hơn nữ mệnh trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Như vậy mà bạn có thể thêm sự xông xáo, dám nghĩ, dám làm, dám đánh đổi, đam mê, theo đuổi mục tiêu. Tử vi 2023 Quý Mão dự báo về phương diện tài lộc, dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của tuổi Dần không đến mức đáng ngại, vẫn có cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của những chú hổ cũng không được. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của những chú hổ cũng được đảm bảo. Chỉ cần bạn chăm chỉ thì không lo thiếu ăn, thiếu mặc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn, kinh doanh trong năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về. Bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng, kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng của cuộc sống. Tuy nhiên thì thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt là những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có quyết định quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định. Cẩn thận sẽ không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối, nhất là khi có người nhiều kinh nghiệm can ngăn thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân trong lúc này. Vấn đề tiền bạc là khá nhạy cảm, vì thế trong năm bạn nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những người xông nhà may mắn tốt nhất. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc là gọi điện tới số điện thoại 0989 349 119 để được giải đáp.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Năm cũ sắp qua, chúc quý vị và các bạn đón một năm mới 2023 Quý Mão an khang thịnh vượng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!